Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Mã Tiểu Đào đúng nghĩa là một hot girl vì thần thái bốc lửa của mình. Cô là hậu duệ của Mã Hồng Tuấn, một trong sử lấy căng thất quái đời đầu. Vì vậy cô đương nhiên sẽ kế thừa vua thần tàu hỏa phượng hoàng của Mã Hồng Tuấn. Trước đó Đường Tam đã giúp Mã Hồng Tuấn áp chế tàu hỏa với sự giúp đỡ của Tiên Thảo, nhờ đó tàu hỏa được thành lọc. Tuy nhiên Mã Tiểu Đào lại không may mắn như vậy, cô liên tục phải vật lộn với ảnh hưởng của ngọn lửa tà ác. Tàu hỏa phượng hoàng là một vua hồn đột biến có năng lực cực mạnh, lửa tà ác. Ngọn lửa này cũng đặc biệt quái dị, không chỉ có nhiệt độ cực cao mà còn có đặc tính cháy rất mạnh, rất khó dập tắt. Thực sự có khả năng trở thành cực hạn chi hỏa, thế nhưng sức mạnh này cũng có một nhược điểm rất lớn. Mặc dù sự thay đổi mang lại sức mạnh to lớn, thế nhưng đồng thời cũng gây ra tác dụng nhất định ở trong cơ thể. Nguy hiểm nhất là nếu tà hỏa không bị chấn áp và khống chế, bất cứ lúc nào tà hỏa phượng hoàng cũng có thể bùng nổ mà chết. Tà hỏa phượng hoàng cũng có thể được thanh tẩy bằng các loại thảo mộc thuần khiết và biến thành hỏa phượng hoàng chân chính. Mã Tiểu Đào nhận được sự trợ giúp tạm thời từ cực hạn chi băng của vua Hào, thế nhưng điều này vẫn không giải quyết được vấn đề của cô mãi mãi. Kết quả đáng buồn thay, trong tương lai Mã Tiểu Đào sẽ trở thành một tà hồn sư, hoàn toàn khuất phục trước sự ảnh hưởng của tà hỏa. Về cốt lõi, những tà hồn sư là những hồn sư không phát triển theo đúng hướng. Ví dụ một số vua hồn cần hấp thu tinh huyết của người hoặc là thú để tăng cấp bậc cho bọn họ. Trên thực tế, những tà hồn sư không chỉ xuất hiện ở trong phần thứ hai, những tà hồn sư này đã tồn tại ngay từ phần đầu tiên. Vào thời điểm đó, có những người đã sử dụng các phương pháp tà ác để tu luyện, cụ thể là ở dưới sát lục chi đô. Chỉ là ở phần thứ hai, những tà hồn sư này đã có tên tuổi và biến thành một nhóm có tổ chức. Họ thành lập một tông môn gọi là Thánh Linh Giáo. Tất cả các hồn sư ở trong Thánh Linh Giáo đều là tà hồn sư và có vô số thành viên. Có những phong hào đấu la tà hồn sư mạnh mẽ, thậm chí còn có cả cấp bậc 99 tuyệt thế đấu la. Trong số các tà hồn sư, một số sinh ra đã có tà khí và có thể nâng cao tu vi của bản thân bằng cách cắn nuốt sinh mệnh của các hồn sư khác. Nhưng còn có một tà hồn sư khác lạ hơn, đó là Mã Tiểu Đào. Đây là một tà hồn sư biến dị, do vua hồn dị biến lên mới có thể trở thành tà hồn sư. Kết quả của sự chấn áp liên tục, vua hồn của Mã Tiểu Đào dần dần lây nhiễm. Sau đó vua hồn biến dị thành Hắc Phượng Hoàng, biến cô thành thuộc tính hắc ám, tà hỏa hoàn toàn bùng lên. Sau khi trở thành tà hồn sư, dung mạo của Mã Tiểu Đào không hề thay đổi, năm tháng không để lại dấu vết trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Tuy nhiên đôi mắt của cô đã thay đổi, đôi mắt của cô chuyển sang màu đỏ hoàn toàn, như thể máu có thể chảy ra từ trong con người đó bất cứ lúc nào. Và tất cả bắt đầu tại giải đấu. Trong trận chiến, Mã Tiểu Đào gặp phải đòn tấn công từ một hồn đạo khí cấp cao. Thật không may, tà hỏa của cô lại bùng lên. Mã Tiểu Đào mất trí, bị phong ấn ở Hải Thần Các và sau này cô đã trở thành thánh nữ của Thánh Linh Giáo. Tại giải đấu, thứ làm cô trở thành tà hồn sư chính là thanh Thẩm Phán Chi Kiếm, từ đó hắc ám lan tỏa. Mã Như Long đã sử dụng nó để chống lại Mã Tiểu Đào. Một vệt sáng đen lóe lên ở trong không trung rồi đột nhiên biến mất. Toàn thân của Mã Tiểu Đào chìm trong biển lửa. Tuy nhiên khi mà ánh sáng đen chạm tới cô, nó chỉ đơn giản đi vào cơ thể của cô. Mã Tiểu Đào lập tức cảm thấy mình có gì đó không ổn. Ngọn lửa phương hoàng đỏ thẫm của cô lập tức chuyển sang màu đen. Một cảm giác lạnh lẽo tràn ngập toàn thân của cô. Năng lượng tà ác vừa chấn áp lập tức lan rộng khắp cơ thể của cô và hòa vào ngọn lửa hắc phượng hoàng. Cô bị mất kiểm soát. Mã Tiểu Đào đau đớn rên rỉ. Trên người hắc phượng hoàng hỏa diễm lúc này hóa thành sương mù. Cô cảm thấy như thể mình đang bị phân hủy dưới tác động của ánh sáng này. Ngọn lửa phượng hoàng của cô chuyển sang màu đen hoàn toàn khi mà ngọn lửa phượng hoàng tà ác bùng phát từ cơ thể của cô, được điều khiển bởi sức mạnh bóng tối. Hắc Phượng Hoàng vốn bị trấn áp bởi cực hạn chi băng ngay lập tức được giải phóng và biến thành Hắc Phượng Hoàng bùng phát ra khắp cơ thể của cô. Mã Tiểu Đào dù có muốn cũng không thể nào kiểm soát được ngọn lửa của chính mình nữa. Thẩm Phán Chi Kiếm là sự kết hợp giữa ánh sáng và bóng tối, có thể chuyển sức mạnh bóng tối vào đối thủ và khiến kẻ thù không thể nào kiểm soát. Thật sự đáng tiếc cho Mã Tiểu Đào vì hành động hèn hạ như vậy của đối thủ đã gây ảnh hưởng quá tiêu cực đến cô, khiến cô hoàn toàn mất kiểm soát. Như chúng ta đã nói, cô ấy bị phong ấn ở trong Hải Thần Các, sau đó Mã Tiểu Đào đã trốn thoát. Tuy nhiên đừng quá buồn, cũng may sau này Vũ Hào sẽ cứu được Mã Tiểu Đào. Sau khi Đường Phong Tước, cậu đã sử dụng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ của mình kết hợp với vua hồn cực hạn chi băng để chấn áp tà hỏa của Mã Tiểu Đào. Vì lẽ đó, Mã Tiểu Đào đã thành công khống chế ngọn lửa của chính mình, trở thành hỏa phượng hoàng thực sự. Vậy các bạn nghĩ sao về điều này? Đừng quên để lại ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Cuối cùng theo thì gì? Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.